Cảm ơn mọi người đã tham kênh nhà đầu tư nội trợ Lại là mình đây Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 đầu tháng Và là thứ hai đầu tuần Rất là không có lý do gì để chúng ta Có thể chỉ hoãn cái việc nhận định đầu tuần như thường lệ đúng không ạ Và hy vọng rằng là Hôm nay chúng ta sẽ đón ra những cái tín hiệu tốt Cho một cái tháng mới khởi đầu Ở video trước thì mình có nói Đó là nếu như mà trong cái góc nhìn của mình Thì Bitcoin nó hoàn toàn nó phải từ đâu đó lên một nhịp lên khoảng 74.000 Trước khi có một nhịp điều chỉnh sâu Và trong suốt một tuần vừa rồi, tuần trước Thì chúng ta đã thấy rằng là Bitcoin đã có những cái nhịp cố gắng đi xuống Đã có lúc xuống đến tận 57.000, 57.700 Nhưng sau đó thì lại nhanh chóng đi lên dưới góc nhìn của mình thì Mình biết là nhiều bạn nhìn chạp Bitcoin bây giờ vẫn đang thấy rất là sợ Vẫn đang cảm thấy rằng là nhất là buổi sáng nay Khi mà Bitcoin nó đi xuống vào đầu buổi sáng Thì cảm thấy rất là sợ và nghĩ rằng là Bitcoin nó sẽ đi xuống tiếp nhưng với góc nhìn của cá nhân mình thì mình có nói với mọi người đúng không ạ nếu như bitcoin vẫn cứ bảo vệ tốt cái vùng giá năm mươi tám năm mươi chín nghìn này năm mươi chín nghìn này năm chín sáu mươi nghìn mình xin lỗi năm mươi chín sáu mươi nghìn này cứ bảo vệ tốt vùng giá này thì hoàn toàn chúng ta có thể có cơ hội rằng là sẽ nhìn thấy một nhịp bitcoin đi lên rất là sớm rất là sớm trong tháng này uh, và mình thấy rằng là những cái nhận định đó thì chưa có gì nhiều phải thay đổi cả trước trước mắt trong tình hình trước mắt nhìn qua lại một chút về cái um, tham lam ở sợ hãi của thị trường đúng không ạ? Tuần trước chúng ta đã có mức là 72. Có nghĩa rằng là vẫn ở ngưỡng tham lam và ngày hôm qua thì là 74 và hiện tại thì chúng ta đang ở mức 74. Tức là chúng ta vẫn đang ở một cái mức khá là là tham lam đấy. Thị trường vẫn đang tham lam có nghĩa là thị trường vẫn đang kỳ vọng là sẽ còn đi lên, sẽ còn tiếp tục đi lên nữa trong uh, ngắn hạn. Và chúng ta cũng thấy một cái điều rất rõ ràng đó là funding fee của chúng ta tức là thể hiện cái phí khi mà phe long nhiều hơn hay phe short nhiều hơn ấy, thì chúng ta vẫn liên tục là ở mức dương thậm chí là theo theo mình là ở mức dương khá cao ở mức dương khá cao à, lần trước khi mà chúng ta chạm đến mức 0.05 thì lập tức chúng ta có một nhịp điều chỉnh sâu của bitcoin đúng không ạ và hiện tại funding phi vẫn đang ở cái mức đâu đó khoảng 0.018 bằng 0.02 thì tức là phe long vẫn đang chiếm rất là nhiều cái tỷ trọng lệnh long tức là lệnh đánh lên nhiều hơn rất là nhiều so với cả lệnh short đánh xuống ờ, ngày hôm trước trong một cái cú giảm mạnh vừa rồi vào ngày 27 ngày 27 là một cái nhịp giảm mà Bitcoin đã giảm xuống khoảng đâu đó 10 phần trăm sau đó thì là đi lên giảm xuống đâu đó vùng 57.000 ờ, thì vào cái ngày hôm 27 đó thì chúng ta thấy rằng là đã có một cái lượng uh, tiền đâu đó hiện tại khoảng độ mà, như mình nhìn trên này là khoảng 6 750 triệu 750 triệu gần 800 triệu gần 800 triệu đô đã bị thanh lý à, và theo cái chiều và các bạn đừng nghĩ là nó chỉ theo một chiều nhé và trong đó lệnh short cũng đã chiếm đến 150 triệu chứ không phải ít rồi đến phái long thì mới bị kin tức là anh em phải luôn luôn biết anh em đánh future anh em đánh phái sinh nó sẽ luôn như thế các bạn đừng nghĩ là thị trường nó đi xuống thì thì chỉ toàn những ông đánh long chết trước khi mà nó đi xuống hoặc là trong cái lệnh nó đi xuống nó luôn có những nhịp giật lên rồi nó lại giật xuống giật lên giật xuống và lệnh đó khiến cho những người tưởng rằng là đây là đáy đây là đáy đây là đáy hoặc là những người nghĩ rằng là nó sẽ còn tiếp tục đi xuống nữa thì đánh uh, volume quá lớn và khi nó hồi lên thì cháy cho nên là trong một nhịp đi lên đi xuống mạnh kể cả là đi lên mạnh hay đi xuống mạnh thì hai phe vẫn cứ chết rất là nhiều cho nên là lời khuyên của mình rằng là những anh em nào mà không có kinh nghiệm đánh future thì tốt nhất trong giai đoạn thị trường biến động mạnh thì không nên mở lệnh không nên mở lệnh. Có một điều mình thấy khá là là ấn tượng đó là cái sự lạc quan của thị trường vẫn đang khá lớn. Khi mà mọi người nhìn thấy đây là ở cái ngưỡng tháng 5. Đây là những cái lệnh mà uh, 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 gọi là phái sinh mở, những cái lệnh uh, lệnh mở, những cái lệnh uh, tương lai. Những cái lệnh tương lai còn đang mở. Thì uh, ở một cái mức rất là cao và trong trước khi ngày 27 diễn ra cái cú sập 10% ấy thì nó đã đứng ở cái vị trí cao nhất tạo ờ, đỉnh cái, cái lệnh phái sinh mở nó cao nhất và sau đó thì mình cứ nghĩ rằng là cái nhịp đó nó sẽ kéo thị trường nó đi xuống và từ từ nhưng mà ngay sau khi mà thị trường phục hồi thì hiện tại cái cái gọi là cái lệnh mở vẫn đang đến tăng 46 tỷ đô và nó chiếm ở sàn binance 14 tỷ và ftx 10 tỷ bybit đứng thứ ba và ngang với OKX thì mọi người thấy tức là ở đây mình có hai điểm mình thấy đó là thứ nhất là cái sàn phái sinh về ftx nó đang chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn bây giờ nó đã gần đuổi nó chỉ thua có thằng Binance có 4 tỷ thôi nó đứng khoảng 2 phần 3 so với thằng Binance rồi FTX đây là một sự tiến bộ của thằng Bay à, của thằng FTX thằng Bybit cũng thấy cũng đã có một sự tiến bộ mặc dù Bybit thì mình thấy rằng là cái cái cái, cái phái sinh của nó mạnh thôi chứ còn cái chứ còn cái support cái rau ngay của nó thì cũng bình thường thế nhưng mà rõ ràng là những cái sàn hiện tại nó đang có cái sự đuổi theo Binance rất là tốt à, nhưng với một thị trường mà cái lệnh mở nhiều như này thì chúng ta sẽ phải mà lại còn lệnh mở theo hướng long nhiều thế này thì chúng ta hoàn toàn cũng phải đề phòng những có những nhịp có thể sẽ tiếp tục là đẩy giá xuống để kinh sau đó giá mới bay lên mình nghĩ đâu đó là trước khi nhịp tăng thì nó phải làm cho anh em phải cảm thấy nó hoang mang và phải cảm thấy rằng là nó 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 nó, nó mông lung thêm một đoạn nữa cho nên Uhm, à, kết hợp giữa cái đó kết hợp với những cái gì mình đã nhìn thấy thì mình nghĩ rằng là tháng 11 này đâu đó có lẽ có phải là từ tháng tuần thứ hai tuần thứ ba trở đi chúng ta mới thấy Bitcoin và là một nhịp tăng mạnh à, nhìn ở trên đồ thị thì sao đồ thị chúng ta có thể thấy rất là rõ rằng là nếu như các bạn nhìn cái nhịp à, đẩy xuống này là một nhịp sách tức là nhịp rũ bỏ thì à, thì đối với quan điểm của mình nhịp rũ bỏ này chưa thực sự thành công có lẽ nó phải có một nhịp sự bỏ xuống sâu hơn và rút dâu lên nhanh và mình nhìn thấy rằng là hiện tại cái lực mua lực mua nó cũng chưa quá mạnh tất cả đây chỉ là những cái lực bảo vệ thôi à, có vẻ có có vẻ như là cái phe muốn đẩy lên họ cũng chưa muốn làm ngay mặc dù chúng ta nhìn thấy những cây nến gần đây những cây nến ngày gần đây đều có thể nến rất là tốt cho nhịp đi lên đúng không ạ chúng ta luôn là những cái pin ba và giá đóng ở trên 60.000 rõ ràng là nếu mà nhìn trên khung đồ thị ngày thì chúng ta đang có một cái tín hiệu là thị trường sẽ đi lên chúng ta đang có tín hiệu thị trường sẽ đi lên à, và nhìn cao hơn một chút chúng ta sẽ nhìn xem cây nến tháng vừa rồi đúng không ạ chúng ta có một cái nến tháng vừa rồi cũng khá đẹp đúng không ạ lần trước mình đã nói rồi nếu như cây nến tháng này cứ đóng ở trên vùng 60 000 thì đó là một tín hiệu tốt chưa có trong lịch sử thì thị trường này một tháng nào mà đóng nến ở trên vùng 60 000 cả các bạn nhìn thấy đúng không ạ đều đóng nến dưới 60 000 hết và chúng ta đã có một cây nến tháng đầu tiên là tháng 10 đóng ở trên 60 000 mặc dù nhiều người nói rằng là cái dông này khá dài tuy nhiên mình thấy rằng là mọi thứ vẫn ok thứ hai nữa chúng ta thấy một điều đó là volume của tháng vừa rồi đã đuổi kịp cái volume tháng trước và đã cao hơn một chút đây cũng là tín hiệu tốt cho thị trường kết nối với dòng tiền đã đổ vào chúng ta lần trước là có 135 tỷ đúng không ạ hiện tại chúng ta đã có thêm 5 tỷ rưỡi vào thị trường nếu mình nhớ không được là 135 hay là 136 gì đó thì đại loại là chúng ta đã có vài tỷ tiền mới vào thị trường con số này là con số rất tích cực đối với mình là con số rất tích cực volume giao dịch trong cái giai đoạn trầm lắng như vậy cũng vẫn đang đảm bảo đây giai đoạn mà người nhìn thấy đây là giai đoạn mà thị trường volume đi lên này thì hiện tại cái volume của chúng ta nó đâu đó nó cũng chạm vào nó cũng chạm vào đã chạm vào cái vùng mà bắt đầu uh, trong cái sóng trước và sóng đi lên tức là volume này đã là khởi sắc rồi nhé chúng ta nhìn thấy đây là những cái phần volume mà nó còn đang còn đang thấp đây là những cái vùng volume mà chúng ta thấy rằng là nó còn đang chìm chầm gọi là chầm lắng tuy nhiên trong cái giai đoạn giá không tích cực thế mà volume vẫn tốt như vậy thì mình thấy rằng là đây là một tín hiệu tốt vẫn dòng tiền vẫn đổ vào an và vẫn chạy đi chạy lại đây là một tín hiệu tốt không bị rút ra khỏi thị trường rõ ràng đây là một tín hiệu tốt chúng ta có cả tín hiệu tốt về volume chúng ta có cả tín hiệu tốt về dòng tiền tiếp tục đó lại là một thứ khiến cho chúng ta có thể kỳ vọng rằng là giá sẽ còn tiếp tục đi lên và sẽ còn tiếp tục đi lên Cây nến tháng của chúng ta cũng có một thể thế nến tốt cũng tiếp tục cho chúng ta đi lên Cây nến tháng của chúng ta thì có nhiều người nói rằng là sẽ thấy một cái điểm xấu ở trong RSI không chỉ báo Theo mình thì là không Hiện tại chúng ta vẫn đang bảo vệ rất tốt cái trendline RSI như thế này Rất là tốt trên cây nền tháng Không có gì phải lo cả Chúng ta có thể có một nhịp RSI nó sẽ đi test thêm một chút nữa Đề phòng chúng ta có thể là nhịp sẽ test xuống một chút nữa Và nếu mà lần này chúng ta bật lên chúng ta có thể kỳ vọng Chúng ta sẽ có thể kỳ vọng rằng là hoàn toàn RSI nó sẽ đưa cho chúng ta vào một cái nhịp Nhịp tăng mới, một cái nhịp tăng mới Đây là góc nhìn của mình Và đây mọi người thấy đúng không ạ, khi mà nó vào cái nhịp tăng rồi đây này Vào thời điểm từ tháng vào tháng 3 năm 2021 đây này Thì chúng ta đã có những cái thời điểm mà RSI nó lên đến 90% 90% Thì RSI mà lên đến 90% thì giá của Bitcoin chúng ta hoàn toàn nó có thể đi rất là nhanh nhiều bạn nói rằng là bây giờ vốn hóa của Bitcoin quá lớn rồi à, giá quá cao rồi làm sao có thể lên được đến 120.000 như nhiều người nói thì thì mình có nói đấy tức là chỉ cần cái lực mua và cái sự phô mô đủ thì Bitcoin hoàn toàn có thể dẫn dắt thị trường của chúng ta đi lên những cái mốc mà nhiều anh em không thể tin nổi trong cái mùa này mình vẫn cũng thảo lưu về quan điểm như vậy ở cây nền tuần thì sao Cây đến tuần chúng ta đã có hai nến tuần ba cây đến tuần và chính xác là ba cây đến tuần đóng liên tục ở trên vùng 60.000 à, nhưng một điểm xấu của của đồ thị đó là của trà đó là cái các chỉ báo nó đã có dấu hiệu cơ chữ chứng, chứng lại à, nó đã có dấu hiệu chứng lại tuy nhiên những cái này nó dấu hiệu chứng này chỗ chỉ chỉ là ngắn hạn mình không cảm thấy nó đã vào một cái vùng quá là nguy hiểm chúng ta cũng chưa có phân kỳ chúng ta cũng chưa có um, chúng ta cũng chưa có thậm chí là vào được đến vùng mà phải lưu ý của của RSI đúng không ạ đối với mình là ít nhất là nó phải trên 75 hiện tại chúng ta còn xa chúng ta hiện tại mới có 60 đâu đó vào khoảng 67 thì mình nghĩ rằng hoàn toàn nó có thể đi lên tiếp rất là bình thường trong những tuần tiếp theo ở cây đến tuần mình vẫn làm đánh giá rằng là nhìn vào đồ thị và cho chúng ta tiếp tục là một nhịp đi lên về đồ thị ngày thì chúng ta cũng cũng vừa nói rồi đúng không ạ đồ thị ngày thì chúng ta phải nói một cái điều nữa rất hay đó là cái sự nguội đi của các chỉ báo trên đồ thị ngày rất là nhanh chúng ta chỉ có một cái nhịp giảm đâu đó mới chỉ diễn ra trong vòng 12 ngày thôi nhưng các chỉ báo đối với mình nó đã rất là ổn rồi hiện tại RSI chỉ ở mức 57 gấp ngày 50 đã từng có lúc xuống 50 và sau đó thì bật lên đã từng có lúc và đây là một việc rất là tốt đúng không thể hiện rằng là đấy mình thấy rằng là RSI rồi đủ mọi thứ rồi kể cả stochastic kể cả chắc là nếu mà bật sang MACD hay là bật trên ADX mình sẽ xem một chút lâu rồi mình không xem hai cái MACD và ADX Cũng thế, chúng ta đã có những cái nhịp về MACD cực kỳ đẹp. MACD đang đi rất là đẹp. Chúng ta chưa có phân kỳ về histogram. Chúng ta đang có cái dấu hiệu rằng là đường ADX sẽ đi lên. Chỉ cần ADX đi lên vượt qua đường không và chúng ta sẽ có một cái trend, một cái một cái sóng tăng rất là tốt nhé. Một cái sóng tăng rất là tốt. Uh và theo mình thì là nếu như kết thúc của hai cái đường D, dx đi cộng đi trừ mà xoắn vào với nhau rồi này và nó sự sự bật lên tức là đường màu xanh sẽ đi lên đi cùng với đường idx đi cùng với cả về um, histogram thì mình thấy rằng là vẫn ổn vẫn đang tăng ở mức vừa phải hoàn toàn có thể tăng lên tiếp thậm chí tăng lên nhiều là làm khác um, uh đường là đi đối với mình thì vẫn chạy đẹp nói chung là trên các chỉ báo mình thì không phải là một người chơi uh, theo chỉ báo chỉ báo đối với mình chỉ là công cụ hỗ trợ thôi thế nhưng mà mình nhìn trên tất cả các chỉ báo chúng ta đang đều ở những cái chỉ số rất là đẹp của một cái uh, việc tăng tiếp tăng tiếp tục tiếp tục tăng mình uh, mình nhìn thấy là như vậy và trên cây cây đến ngày thì chúng ta cũng vẫn đang thấy là bảo vệ tốt nhịp tăng ok tuần này là một tuần mà mọi thứ nó đang cho mình những cái bức tranh rất là rõ ràng mình dám nói rằng là nó ừ, mấy cái vòng vàng mình phải chắc là chưa lưu rồi chúng ta đang có đâu đó khoảng đây có rồi đúng không ạ một hai ba lúc nãy mình phải đến bốn đến năm rồi chúng ta đâu đó phải có đến năm cái tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái nhịp tăng là một cái điều dễ xảy ra mình nói với mọi người là dễ xảy ra luôn luôn mình muốn nhắc anh em đó là thị trường này không có cái gì là một trăm phần trăm cả và khi mà anh em nghĩ rằng là nó sẽ có thể là lên tiếp lên mạnh nhất thì đôi khi nó là chính là lúc mà nó sẽ đi xuống Tuy nhiên chúng ta là những người phân tích kỹ thuật chúng ta phải tin vào những gì chúng ta nhìn thấy một câu nói mình hay nói với tất cả các anh em trong nhóm của mình đó là chase what you see not what you think tức là hãy đánh theo những gì mà các bạn nhìn thấy chứ đừng đánh theo những gì mà các bạn nghĩ bởi vì nếu như các bạn hôm nay các bạn đánh theo những gì các bạn nhìn thấy và ngày mai các bạn đánh theo những gì các bạn nghĩ tức là hệ thống giao dịch của các bạn nó đã có một cái sự không đồng bộ vậy thì kết quả giao dịch của các bạn nó không sẽ không đồng bộ có thể các bạn sẽ chết ở những cái nhịp mà các bạn đánh theo ý nghĩ và các bạn lại cũng mất ăn bởi vì những cái nhịp mà các bạn bỏ qua Mà các bạn bỏ qua không đánh theo đồ thị vì thế mình khuyên anh em những người mà theo phong cách đi theo trường phái là chơi chơi giống như mình tức là đầu tư theo hệ sử dụng cái kiến thức chơi khá nhiều thì nên làm một việc đó là hãy tập trung vào và bám theo những gì mình nhìn thấy chơi rồi ok ngắn hạn là như thế chúng ta nhìn qua một chút về biến động của thị trường trong tuần vừa rồi Mọi người thấy là Bitcoin này này, Bitcoin có sự giảm phần trăm trong tuần nhưng những đồng như Ether, những đồng như BNB đều đang tăng đúng không ạ? Chúng ta có con ADA khá là thất vọng. À, chúng ta nhìn thấy Shiba Inu đã vượt lên và đứng vào top 9 rồi. Top 9 rồi, vốn hóa hiện tại lên đến 38 39 tỷ đô rồi, vượt qua dot. Vượt qua con dot rồi. Nói chung là thị trường mình vẫn luôn nói thị trường này nó rất là điên. Và tất cả những gì đang diễn ra nó cũng rất là điên. Nhưng mình chưa thể nghiên cứu về con shiba Inu này một tí nào từ sau khi nó ra mắt cái sàn swap mà mình cảm thấy nó không có gì ấn tượng lắm có lẽ mình sẽ làm một cái video nhận định về con này sắp tới anh em là quan tâm thì hãy cho mình xin một like một share một subscribe à, để mình để cập nhật những cái thông tin kịp thời nhất về những dự án mà mình review à, nhìn sâu giống một chút thì có những đồng ví dụ như là uh, matic cũng đã tăng đúng không ạ đã tiệm tận hai đô matic luôn là một cái đồng coin mà mình vẫn rất thích còn đồng là tăng được không cái game của chúng ta vẫn đang tăng atom của vẫn đang tăng Theta đi theo trend của game của metaverse đúng không ạ ok nói chung nhìn qua về thị trường thì mình mình thấy đúng không ạ chúng ta thấy rằng là bitcoin giảm đó là bitcoin giảm thế nhưng mà rất nhiều đồng altcoin nó vẫn tăng tăng và thậm chí là tăng nhiều nếu chúng ta so với cái tỷ lệ phần trăm thì ví dụ như bnb 8,7 so với một thì chúng ta đã tăng đâu đó gấp khoảng 6 lần một bên giảm và bên tăng. À, đó là cái tín hiệu nữa anh em nó sẽ xem cái video mình nói về cái dòng tiền trong thị trường video cách đây hai hay ba video đó anh em nào mà mới thì nên xem. thì đó là một tín hiệu rất tốt và nó đang thể hiện rằng là cái câu chuyện mình nói về dòng tiền nó đã đi đúng như vậy. đó là bitcoin nó sẽ có một nhịp nghỉ để dòng tiền chảy vào coi kéo dần coi đuổi lên cái tỷ giá của nó. sau đó thì nếu như mà đẹp mắt thì chúng ta sẽ có luôn một nhịp tăng của coi đi trước trở về bitcoin sau. hoặc nếu như mà chúng ta chưa thấy được điều đó chúng ta lại thấy là bitcoin tăng lên lên một cái mốc mới, một đỉnh mới lại kéo sự phong mô vào thị trường, kéo dòng tiền vào thị trường thì an coi miễn là không giảm là được, hoặc giảm ít là được sau đó nó lại đi chậm chậm lại hoặc nó giảm nhẹ để cho chúng ta an coi chúng ta chạy lên đó là những cái gì mà mình vẫn nói rằng là kịch bản này mình thấy nó vẫn đang đảm bảo rất là tốt và nếu như chúng ta có một cái nhịp rằng là chúng ta có một cái nhịp sắp tới đó là nhịp mà như mình dự kiến đấy tức là nếu như bảo vệ tốt cái vùng giá này nó có thể chạy đi sideways thêm một chút và lên đến 74 000 hoàn toàn có thể lên đến 74 000 thì thì đây là lúc mà có thể chúng ta sẽ chứng kiến một cái nhịp điều chỉnh một cái nhịp điều chỉnh đâu đó hoàn toàn có thể về tận 53 000 hoàn toàn có thể và nó sẽ là một nhịp cuối cùng để cho các bạn dám thì mua ăn coi. hoặc là các bạn có thể dừng lời khuyên của mình là có thể dừng cuộc chơi đâu đó khi mà bitcoin tiến đến cái mốc 74 000 thì đấy là cái nhận định của mình trong cái tháng 11 này Chúng ta có Plan B là một cái anh rất là giỏi và nhận định đúng không ạ Anh nói rằng là tháng 11 này sẽ có giá trên 93.000 Tức là giá trên 93.000 là lên đến tận 93.000 là trên này Thì uh, mình thì mình không dám mơ đến như thế Mặc dù mà tuần này chúng ta thấy một dòng tiền đổ vào rất là nhiều Nhưng mình thì mình chưa dám mơ đến điều như thế Mình cảm thấy rằng là cái, cái mức tăng giá đâu đó đến tận Nếu như chúng ta sẽ đo từ giá hiện tại Từ mức giá hiện tại là tăng đến khoảng 54% trong vòng một tháng thì khá khó chúng ta đã có một cái nhịp 64% trong vòng bao nhiêu lâu trong vòng 21 ngày chưa đến một tháng đúng không ạ đúng là thị trường không có gì có thể mà 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 nói nói trước được tức là chúng ta đã có một cái nhịp Bitcoin đã tăng đến 64% chỉ trong vòng 21 ngày thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là trong vòng 30 ngày chúng ta có một nhịp tăng 54% nữa của Bitcoin đó là điều bình thường tuy nhiên đối với mình thì mình nghĩ rằng là nó khó xảy ra Mình kỳ vọng rằng là Bitcoin nên có một nhịp điều chỉnh ở 74.000 Hoặc là một nhịp điều chỉnh ở đâu đó ở 85-86.000 86, .000, 86 .000. Hai cái mốc này là sẽ giúp cho mình một điều đó là nếu như nó điều chỉnh và nó điều chỉnh tốt Nó điều chỉnh tốt Nó điều chỉnh tốt và nó cho chúng ta một cái nền giá rất là tốt Thậm chí có thể đóng cây nến hoặc là đóng trong cả một tháng không tăng Ở vùng mươi mấy nghìn thì chúng ta sẽ có thể kéo dài cái đà tăng trưởng này đến tận tháng sau, à, đến tận năm sau. Dự kiến của mình là tháng 3 năm sau. Tháng 3 năm sau chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng điều đó. Tuy nhiên thì nếu như mà với góc nhìn của mình nếu như mọi thứ nó nó khá là đẹp ấy thì chúng ta là toàn chúng ta sẽ có thể có thêm một cái một cái chen tăng có thể kéo dài đến tận tháng hiện tại trước mắt là tháng 5 năm 2022 cuối tháng 5. Nếu như mà những gì thật sự đẹp có thể kết thúc sớm hơn một chút tức là tháng 3 tháng 4 và với để mà chúng ta có thể trông cậy vào một điều rằng là chúng ta sẽ có một nhịp tăng trưởng một nhịp uh, tăng kéo dài như những gì mình nhìn thấy tạm tạm thôi cái này là cái này là một cái dự phỏng đoán thôi dựa trên nhịp tăng nhịp giảm thì mình thấy là ok hoàn toàn chúng ta có thể nếu như mình sẽ đi sâu cho mọi người nhìn thấy đây là cái quãng thời gian từ hiện tại là tháng 10 năm 2021 và chúng ta sẽ có một nhịp tăng có thể kéo dài đến tận tháng 5 năm 2022 và để chúng ta có được điều đó thì chúng ta phải có Bitcoin đi Các bạn phải hiểu rằng là Bitcoin của chúng ta phải đi một cái nhịp từ từ thôi Chứ nếu mà nó vút một phát lên ngay rất sớm 93.000 trong tháng này Thì thì mình cũng không tưởng tượng là làm thế nào để nó có thể lên 120.000 Lên đến 120.000 trong trong giai đoạn này bởi vì lúc đó thì với một cái nhịp tăng mạnh như thế này và lập tức giá nó lại đi ngang như thế này là một điều rất là không hợp lý về phân tích kỹ thuật không không hợp lý về phân tích kỹ thuật chúng ta phải có nhịp điều chỉnh và nếu mà chúng ta có nhịp điều chỉnh từ tận vùng chín mươi mấy nghìn thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh nói chung là mình mình cảm thấy nó không hợp lý lắm mình cảm thấy nó không hợp lý lắm à, một cái nhịp tăng mạnh ngay trong khi mà vừa mới diễn ra một nhịp tăng 64% đối với mình nó là không 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 hợp lý mình hy vọng rằng là plan sẽ đúng đối mình dẫn, mình rất là mong ăn đi sẽ đúng trong cái tháng này đó là chúng ta sẽ lên đến chín mươi nghìn bởi vì mình đang mua rất nhiều vào coi rồi mình còn nói đúng là khi mà mình đã thấy nó đã lên là mình phải mua thôi và mình đã giải đã mua rất là nhiều các đồng Ancoin mình đã nói đúng hơn chính xác là mình chỉ còn giữ lại khoảng độ 25% mươi trăm vốn ở trong cái thị trường mình còn đang có ý định rằng là mình sẽ bơm thêm vốn ở bên ngoài vào trong thị trường điện tử mặc dù mình cảm thấy đã là bỏ vào đây khá nhiều nhưng mà mình đang dự kiến có thể là mình sẽ phải bơm thêm để vì mình không muốn mất cái cơ hội ở trong cái con sóng có thể chỉ ngắn hạn thôi, có thể mình bơm thêm mình chỉ mua đồng coi top thôi, à, mình cũng đã kỳ vọng là có thể kiếm thêm khoảng độ 40 đến 50 phần trăm lợi nhuận vốn bỏ thêm chỉ bằng đồng coi top thì hệ số an toàn cũng là khá cao. Mình không nói như vậy để mọi người phô mô nhá, mỗi người có một cách chơi. Rồi chúng ta sẽ ngò qua một chút về tin tức. Về tin tức thì uh, với những tin xấu chúng ta thấy rằng là uh, liên quan đến Shiba Inu khá nhiều này chúng ta thấy rằng là Edward Snowden cũng đã nói chống lại Shiba Inu này những cái người cuồng Shiba Inu này chúng ta thấy rằng là cái cái kèo mim coi coi uh, chó coi mèo các thứ linh tinh ấy nó đã bắt đầu nó lại quay trở lại và đây là một tín hiệu xấu tất cả những cái kèo khi mà coi rác lên ngôi thì đây là một tín hiệu xấu cho thị trường mình hy vọng rằng là um, những cái đồng an coin nó sẽ dừng lại đúng lúc à có những cái đồng meme coi sẽ dừng lại đúng lúc nó sẽ không làm cho thị trường nó có một cú sốc về về dòng tiền về thanh khoản nói ra về tín hiệu tăng thì mình thấy có một thứ hay mà mọi người ít đi khi để ý vì rất ít anh em thích con eth tuy nhiên là eth hiện tại nó đã nó đã được đốt và nó gần như nó khiến cho cái đồng eth có thể trở thành một đồng coin giảm phát tức là cái lượng um, mới đốt ra ít hơn ít hơn cái lượng coi bị đốt đi tức là nó giảm phát và khi các bạn biết rồi nhu cầu tăng lên lượng coi thì giảm đi thì đó là một cái tín hiệu tốt Cho đa kháng giá và mình thấy nhiều người còn nói rằng là Ethereum đang rất là bị đánh giá thấp và có thể lên đến 10.000 10.000 đô giá 10.000 đô ông ngoài là ông nào thì mình không biết Ethereum massive nói chung là là nói chung là anh em hãy giúp học cho mình một cái quan điểm đó là hãy tự đưa ra được đánh giá của bản thân mình sai luôn cũng được nhưng mà nếu như mà cứ nghe những cái người truyền thông tại mình không nói đây là nghe những cái người người chuyên gia mà họ làm theo cái kiểu rằng là không có mục đích gì nhé còn có, có rất nhiều anh em phải biết đó là thông tin em được nghe được nhìn thấy nó là những gì mà những nhà tạo lập họ muốn anh em nhìn thấy họ có thể trả tiền họ có thể thuê bài họ có thể tác động hành lang để cho những nhân vật mà nói về cái nhịp tăng nói về cái tương lai của một đồng coi chính là những gì mà để anh em mắc vào cái bẫy cho nên đối với mình thì eth nhưng những gì mà mình nhìn thấy eth hoàn toàn có khả năng lâu rồi mình không xem chạt eth nhưng mà eth hiện tại thì mọi người thấy đúng không ạ bitcoin thì chúng ta đang có dưới của cái giá ôn tham hai nhưng eth thì đã vượt hôm tháng 2 và vẫn đang bảo vệ tốt và vẫn tiếp tục tạo ôn tham 2 tiếp mình đã nói rất chân thành với anh em đó là mình đã mua kèo lướt tray tray ATH ở vùng giá 4 000 4 000, rất là gần đúng không ạ nhiều anh em cứ hỏi là anh em mua con nào được không mua thế nào để chơi không mình bảo là mình chơi ATH là mình mình mua để mình lướt và mình mình kỳ vọng rằng là sẽ có một cái nhịp tăng mạnh có thể là tăng đâu đó khoảng 30 khoảng 30 lên đến 5 000 rưỡi là mình sẽ bán cho mình chỉ cần ăn thế thôi và mình thấy rất là hoàn toàn có cơ sở nhé eth hoàn toàn có cơ sở để tăng mạnh rất là rất là nhanh sắp tới mình không biết anh em cứ đi tìm kèo những kèo ăn 1 x 2 x 3 x 4 gì đấy thì mình không biết thế nhưng mà với một đồng coi an toàn ở một cái vị thế có thể có thể đặt điểm dừng lỗ được đặt điểm dừng lỗ bên dưới này thôi mình đặt dừng lỗ ngay bên dưới này thôi và hy vọng là sẽ ăn được khoảng 30% tức là đâu đó kèo này mình sẽ có một cái mình đang kỳ vọng là mình sẽ có một cái này mình ăn được một năm đấy tỷ lệ một năm mất thì mất được một ăn thì ăn năm ờ, thì anh em nào quan tâm về những câu chuyện rằng là tìm điểm uh, trade hay tìm điểm hold coi ngắn hạn câu không coi dài hạn phân tích uh, về một đồng coin, phân tích về tổng thể tâm lý thị trường có thể quan tâm về khóa học của mình thì hãy kết bạn facebook với mình khóa học của mình sắp sửa được diễn ra trong tháng này uh, có ba module và chi tiết thì anh em hãy kết bạn Facebook để được mình cập nhật ở trên Facebook cho nhanh gọn nhất hoặc là mình sẽ ra một cái video riêng khi mà à, trang web của mình hoàn thiện cũng sắp sửa rồi mình chỉ còn thiếu một chút bước edit nữa thôi rồi đó là mình nói về ETH tức là hoàn toàn mình thấy ETH nó có thể tăng với cái con mắt của mình thì nó hoàn toàn có thể tăng lên đến 7.000 đô 7.200 đô hoàn toàn nó có thể lên được đến, đến như thế hoàn toàn có thể lên như thế tức là bạn có thể có khoảng 70% lợi nhuận đối với những cái đồng chính là coi top chứ không cần thiết cứ phải đánh vào những cái đồng coi một hóa nhỏ những cái đồng coi rác uh, rác một chút uh, quan Đó điểm của mình là thế còn uh, Shiba Inu của chúng ta nói một chút về Shiba Shiba nó đang có nhịp trứng lại đúng không ạ mà nó trứng như này không biết đâu một lần đâu <laughs> mọi người thấy đúng không ạ nó trứng nó nó trứng này và nó đã cắm một phát lên này thì hoàn toàn nó có thể nó lại tiếp tục trứng ở đây rồi nó lại tiếp tục cắm một phát lên Tuy nhiên rằng là mình muốn cảnh nói anh em một vài điều mình chưa tìm hiểu về Shiba tại sao nó tăng nhưng mà từ thời điểm mà giá đến thời điểm cao nhất nó đã tăng đến 12 lần rồi. Ở thời điểm giá hiện tại nó tăng đến gần 10 lần rồi. Và mình nhìn thấy rằng là cái lượng cả lớn nó chưa chốt rất là nhiều. Tất nhiên khi mà nó thấy anh em còn FOMO thì nó cho lên bao nhiêu cũng được. Nó cho nó cho anh em mình có thể lên thậm chí con 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 Shiba này đang là 38.000 hoàn toàn nó có thể cho lên vượt con DOT. Hoàn toàn nó có thể cho lên vượt con XRP tức là lên đâu đó khoảng 38 vốn hóa lên được bao nhiêu à, uh, 52 đi tức là lên được 12 tỷ đô nữa 12 tỷ đô nữa thế thì cũng không ăn thua nếu mà nhìn này thì mình thấy không ăn thua nói chung là đây mình muốn nhìn cho anh em thấy một cái bài toán rất rõ này Shiba Inu nếu mà nói về tiềm năng nói về giá trị thì không thể nào so với DOT được XRP nó là một con coi cổ mình không dám đánh giá nhưng cũng không thể nào so với Solana được Solana lại chứng minh được rất nhiều thứ rồi uh, ADA thì mình cũng không nói đến nhưng ADA cái sự tiến bộ nó vẫn đang có và ada nó còn chưa tăng một cái gì cả vốn hóa nó đã ở cái mức này rồi cho nên ada là một con theo mình nghĩ rằng là nó đang ở gọi là ở đáy của giá trị thì con shiba inu này nếu mà muốn vượt qua dot vượt qua solana vượt qua ada thì thật sự là thị trường này nó quá điên và nó quá vô lý và khi mà anh em thấy một cái sự vô lý nó diễn ra thì anh em không nên kỳ vọng vào điều vô lý đừng kỳ vọng vào điều vô lý làm gì cả tại vì nó nó làm cho anh em bị những cái người chân không chạm đất ấy có thể là anh em vẫn kỳ vọng điều vô lý và điều vô lý nó vẫn xảy ra thế nhưng khi anh em cứ thường xuyên tư duy và thường xuyên đắp đuối và đu vào những cái sự vô lý đó nó sẽ làm cho em hỏng về cái tư duy đầu tư và thậm chí là nếu như mà anh em không may mắn là điều vô lý nó không xảy ra vốn của anh em nó lại nằm ở đây nó chỉ cần giảm nhẹ thôi nó chỉ cần giảm nhăng nhăng về cái đỉnh cũ nó mất 50% phần trăm rồi và mình bố anh em là giảm cắt ra ở những lúc mà anh em lỗ khoảng 20% mươi phần trăm trong một cái những cái coi mà nó đang tăng như này đây anh em nhìn là từ đỉnh nó giảm xuống cái vùng dưới nó cũng giảm trăm đấy chứ. Mà nó đã kết thúc nhịp giảm đâu, hoặc là nó đã dừng nhịp tăng đâu. Nó vẫn đang đi sideways này. Cho nên là mình biết là với phần lớn anh em đang muốn chơi những con như là C3 như là uh, DOS thì uh, nên hiểu rằng là cả những cái đồng coin nó đang ở vị trí nào, tiềm năng của nó ra làm sao, nó cần phải làm gì để đạt được những cái mục mốc tiếp theo. Chứ đừng đừng đi vào những cái mà gọi là làm, làm FOMO quá thì nó rất là dở. Thị trường giờ đầy cho con là chúng ta đánh mà x2, x3 thì mình không dám nói nhưng mà tăng vài chục phần trăm thì thiếu gì bạn chỉ cần ăn hai ba vòng con con vài chục phần trăm thôi thì bạn đã có đến cả x2, x3 rồi, đâu có kém đâu có gì để chúng ta nói nó không, ai à, chúng ta sẽ nói về Bitcoin Dominant Bitcoin Dominant thì sao một điều mà nó làm cho chúng ta thấy rằng là giá ăn có chưa bay bởi vì hiện tại thị phần Bitcoin nó đang có dấu hiệu là nó trứng lại một chút nó trứng lại một chút nếu nó chứng lại thì nó chứng lại như thế nào nếu như mà bitcoin theo mình là tăng giá ấy, thì cái bitcoin dominance nó lại đi lên mà như thế thì đẹp hơn và khi mà bitcoin dominance nó đi lên nó lại tiếp tục nó chạm vào cái vùng cảng ở bên trên này và sau đó nó đi xuống thì mình tin rằng là với cái nhịp đi xuống này đây chính là cái mùa an coi nó sẽ bắt đầu rồi giai đoạn mà bitcoin đôi nó nó giảm nó tăng rồi nó giảm nó hoàn toàn đẹp với kịch bản nó hoàn toàn logic và link được với nhau tức là liên kết được với nhau với những cái kịch bản mà mình đang hy vọng thì mình tin rằng là nếu như vậy thì Bitcoin nó sẽ có một nhịp giảm về thị phần uh, cho một cái nhịp tăng của đà ăn coi và ăn coi của chúng ta thì vẫn còn cách cái đỉnh cũ một đoạn nữa về thị phần chúng ta vẫn còn cách đỉnh cũ một đoạn nữa và nếu như mà ăn coi bay được về đỉnh cũ thôi thì tất cả mình cứ nói ví dụ tất cả các đồng coi nào chưa về đỉnh cũ nó sẽ về đỉnh cũ tất cả những đồng coi nào đã vượt đỉnh cũ nó sẽ bay vượt lên khỏi đỉnh cũ đấy là mình mới chỉ nói là ancoi nó về được đỉnh cũ thôi nhé còn anh em phải hiểu là năm uh, tháng năm này này Và anh em luôn phải nói luôn là phải hiểu về cái uh, gọi là gì cái, um, cái cái giá trị của ancoi hiện tại cái giá trị của ancoi hiện tại nó khác rất là nhiều so với giai đoạn trước bây giờ rất nhiều đồng ancoi nó có tính ứng dụng eth solana đã chứng minh được mình nhiều đồng coi khác nó thể hiện ở tiềm năng cho nên là việc mà ancoi nó có thể vượt được cái đỉnh cũ về thị phần theo mình là không phải điều gì bất ngờ và nếu như mà ăn coi làm được điều tuyệt vời đó tức là vượt được thị phần cũ thì cái mùa ăn coi sắp tới nó có thể là sẽ bay rất là tốt nhưng đấy là mình nói về về trên cái phân tích ở cái đồ thị chạp thôi chứ còn phải nói một điều rất rõ ràng với nhau là không có tiền mới đổ vào thì bay không được mạnh đâu tiền mới đổ vào bây giờ là có nhưng mà vài tỷ đô một tuần thì cũng chưa có gì là kinh cả nếu như mà ngày mai chúng ta thấy rằng là vốn hóa của đồng stablecoin không phải là 140 tỷ nữa mà nó lên đến 160 tỷ, 170 tỷ, 180 tỷ thì ok, chúng ta sẽ thấy những gì rất là rực rỡ sẽ diễn ra. Thế nhưng mà nếu tuần sau chúng ta chỉ nhìn thấy nó tăng lên đâu đó khoảng 2 tỷ đô, thậm chí 1 tỷ đô hoặc 3 tỷ đô thì thì đừng kỳ vọng quá nhiều. Đấy là cái điểm mà mình hay khác với cả khá nhiều những cái anh em dùng phân tích kỹ thuật thuần anh em đi rất nhiều kênh có thấy rất nhiều người nói về những cái phân tích kỹ thuật thuần nói rằng là nhìn vào sóng rồi nhìn vào uh, fibo thì những anh em mà dùng hệ sóng hệ fibo đấy thì mình mình hay bị một cái mình cảm thấy chứ mình không thể chê trách gì ai cả những cá nhân mình thì mình hay thấy đó là các anh em hay bị cái, cái cái cái, kiểu phong cách đó là tin nó vào sóng quá hoặc là tin vào fibo quá giá nó nhất thiết cứ phải chạy đến đấy đâu anh em giá nó chạy hay không nó là do ấy mà đây rất nhiều người mình thấy rằng là họ luôn vẽ những cái vòng lên 120.000 để mình vẽ cho anh em xem mình sẽ xóa cái đồ thị ở ừ, mình để luôn cái đồ thị thời gian đi để anh em thấy tức là để lên là 120 trăm hai mươi này cho được kết thúc cái nhịp này đây này thì đấy nó phải đi như này nó sẽ phải chạy nó sẽ phải chạy không thấp hơn cái đường này thì, thì thật sự mà nói để mà giá chạy cái này đối với mình thì mình không thấy nó có khả năng không thấy nó có khả năng khi mà mình kết hợp với những cái nội tại của thị trường thì mình hay khác mọi người đó là mình luôn phân tích quãng là mình phân tích giữa phân tích kỹ thuật này phân tích dòng tiền này phân tích tâm lý cám mập cá voi và toàn tổng thể này đấy là những cái mình phân tích và mình dùng phân tích cơ bản nữa phân tích cơ bản xem là thị trường những thị trường khác làm sao chứng khoán vàng uh, dịch bệnh tình hình kinh, kinh tế tất cả mọi thứ thì mình hay đưa ra những cái giai đoạn và mình khi mà mình mình đưa ra tổng thể những cái đó mình lồng nó vào thì mình thấy một vấn đề như sau đó là um, những cái biến số nó quá nhiều và khi những cái biến số nó quá nhiều thì việc mình định hướng một cái thứ quá dài quá chắc chắn là cái điều không nên không nên Thế nên là phong cách anh em mà đi theo kênh của mình đến bây giờ thì những người là theo lâu thì đã biết rồi đúng không ạ? Mình luôn tính đến trường hợp lên và xuống và mình luôn cố gắng là đi từng bước một. Rồi, ngắn gọn lại là chúng ta sẽ đi tiếp tuần này chúng ta sẽ tiếp tục nhìn xem rằng là trong tháng tiếp theo Bitcoin nó sẽ có phản ứng lên được đến 74.000 hay không và phản ứng như thế nào. Rồi lời khuyên của mình thì mình đã nói với anh em rồi đúng không ạ? Mình đã mua hết vào ăn coi vào bit mình đã tư đại loại là mình đã mua rồi mình không có để lại bao nhiêu vốn cả nhưng anh em hỏi mình là có đặt dừng lỗ không thì mình phần lớn là mình đã đặt dừng lỗ nhé hiện tại là mình chấp nhận, mình chấp nhận một điều đó là kể cả mình khi mà giá bitcoin nó không lên được và nó đi vào một trong cái tình huống không ai muốn, đó là nó sẽ đi giảm, tức là nó có thể giảm, nó có thể giảm về đâu đó về tận 53 mươi ba năm nghìn, thì mình đã đã từng lỗ rồi. Bitcoin khi, an coin, khi mà nó bitcoin giảm dưới năm bảy nghìn thì nó sẽ kích hoạt hầu như hết những cái lệnh an của mình. Ancoin của mình hiện tại đang có lãi, lãi khoảng cỡ độ uh, trung bình khoảng tầm 18% tám phần trăm. thì khi mà bitcoin mà giảm xuống khoảng bảy phần trăm, tám phần trăm được cái mức đó thì mình sẽ bay hết lãi tức là coi như là mình cắt lỗ ở điểm hòa một số con thì mình giữ lại một số con thì mình có thể mình sẽ cắt lỗ ở điểm âm đi chăng nữa thế nhưng tổng thể thì mình sẽ không không thua nhiều hoặc là hòa thế đó là cách mình chơi ở giai đoạn này thế còn nếu anh em nào mà mua ôn in ở đây mà không có kế hoạch là tính khi mà giá đi xuống tính trung bình giá ở đâu thì mình thấy rằng là rất nguy hiểm rất là nguy hiểm tức là anh em đang chơi theo kiểu dấu ống ấy, anh em không có nghĩ đến câu chuyện là nó đi ngược dự kiến làm sao đấy thì không nên À, mình thì mình đánh giá là giá nó sẽ đi lên là phần trăm cao có thể lên đến 75 phần trăm là giá sẽ đi lên thế tuy nhiên mình vẫn khuyên tức là đây mình muốn nói với anh em về cái tư duy tư duy của chúng ta phải xây dựng được cái thói quen như thế nghĩ đến điều tốt nghĩ đến điều xấu kế hoạch ứng biến với điều tốt kế hoạch ứng biến với điều xấu đi từng bước một dần 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 chúng ta sẽ đạt được cái target mục tiêu biết rõ ràng là chúng ta muốn cái gì target như thế nào ăn bao nhiêu phần trăm là đủ đánh an toàn hay đánh mạo hiểm chơi coi rác hay chơi coi top những cái đó phải rất rõ ràng trong cái kế hoạch đầu tư của anh em và đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với anh em trong cái video ngày hôm nay hy vọng rằng là, là anh em cảm thấy video này có ích hãy cho mình xin một like một share một subscribe cảm ơn anh em một lần nữa hẹn gặp lại